truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Ê, đây, đây, ê, gì đấy? Để tôi. Cảm ơn nha cậu. Có vấn đề nha. Định nhờ vả tôi chuyện gì đúng không? Tôi không có tham gia vào những trò vớ vẩn của cậu nữa đâu. Tôi không cần cậu tham gia. Tôi đang cần ra ngoài 2 tiếng trong chiều nay. Cậu thành nhân viên tốt hồi nào vậy? Muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài đi. Nhưng mà ra ngoài 2 tiếng trong vòng 1 tuần thì nó không hay lắm. Ôi giời, từ đầu tuần đến giờ ngày nào cậu cũng ra ngoài à? Hết nói nổi rồi. Đi gội đầu đúng không? Tìm được một cô bé gội đầu nào xinh đẹp rồi chứ gì? Chứ chuyện gì? Triển lãm xe hơi. Cậu nghĩ được cách. Thôi. Chuyện vớ vẩn. 2 tiếng thôi mà. Tôi không có rảnh. Ôi giời ơi, đi giúp đi tôi. Đi cái gì? Cái đó là cái chuyện của cậu, hiểu không? Tôi năn nỉ đấy. Năn nỉ cái gì? Xe hơi là tình yêu lớn nhất của tôi, giúp tôi đi nha. Năn nỉ. Từ từ đấy, người ta suy nghĩ đi, đi. Ê, nghĩ. Có rồi. Hoàng Anh. Hoàng Anh là con nào? Con nào? Đó là một công ty nằm chung trong tòa nhà của khu triển lãm. Cậu cứ giả bộ cậu tới đó để cậu liên hệ công việc. Hay. Thế mà tôi không nghĩ ra. Nhưng mà cái con mụ trưởng phòng hành chính mới, con cú vọ đấy là sao qua được nó bây giờ? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi sẽ giả làm người của công ty Hoàng Anh điện thoại cho cậu. Hay quá. Cậu đúng là việc cứu tinh của tôi. Nhân danh công đoàn, đâu cần Trần Huỳnh có, đâu khó có Trần Huỳnh. Duy Hoàn, anh khỏe không? Anh tốt. Thế còn gia đình anh thì sao? Khỏe. Mà này, sao hôm nay lại hỏi nhau khách sáo thế? Tôi hỏi như vậy vì tuần này anh xin nghỉ liên tục. Đây này, một lần đi thăm ông chú bị ngã cây, tiếp một lần nghỉ đi thăm bà cô sinh cháu, 2 lần đi thăm ông nội và 3 lần nghỉ đi đưa đám bà con họ hàng. Đáng là chồng tang đấy em ạ. Mà sao nó quấn vào gia đình nhà anh thế chứ lại? Việc công ty rồi việc gia đình, hai cái nó cứ... Alo, Di Hoàng nghe đây. Công ty Hoàng Anh à? Sao? Trước C14 có vấn đề à? Được rồi, thế mai mốt tôi qua. Hôm nay đang bận họp với cả trưởng phòng hành chính. Tôi sẽ qua ngay. Thế nhá, rồi chào. Thế nào, đó là chiếc C14A hay B? Anh cũng không nhớ là mình bán cho họ loại nào nữa. Anh gọi lại cho họ ngay đi, xem thời hạn bảo hành thế nào. Được, để anh vào trong phòng. Anh cứ gọi luôn ở đây cũng được, chuyện này rất quan trọng. Nhưng mà anh để số điện thoại ở trên bàn. Khổ quá, anh chỉ cần gọi lại cái số vừa gọi cho anh thôi. Dư Hoàng hả? Cậu đã lừa được con quỷ cái đó chưa? Nếu chưa thì chỉ cần ngủ với ả là xong. Này, con mụ quỷ cái suýt nữa thì bị lừa đấy. Việc anh lấy cớ xin nghỉ là một chuyện, nhưng việc anh lôi kéo đồng nghiệp của mình vào chuyện đó thì không thể chấp nhận được. Thực sự với em là anh rất mê ô tô, mà không phải lúc nào cũng có cơ hội một hãng ô tô lớn như thế vào Việt Nam đâu. Anh đang phá hoại công ty đấy. Tôi sẽ nói với ông Tài, ông ta sẽ thất vọng vì anh. Dù anh có là nhân viên kinh doanh hàng đầu của công ty đi chăng nữa thì cũng không thể cứu anh được mãi đâu. Anh Hoàng, hóa ra là anh ở đây. Thôi. Vợ anh liên lạc suốt đi bằng điện thoại mà không được ấy. Lúc khác. Hình như là mẹ vợ anh bị ngã xuống bể khi anh cho cá ăn ý. Anh gọi luôn cho chị ý đi. Đừng hòng qua được mắt tôi. Duy Hoàng, nếu ngày hôm nay anh chỉ rời khỏi đây 1 phút thôi, tôi sẽ đề nghị sa thải anh ngay lập tức. Rõ chưa? Alo Trang à, em tìm được mẹ chưa? Vớt lên được rồi thì lau khô rồi cho uống nước gừng đi. Thôi, viết đơn ly dị làm cái gì? Anh thề là anh nói thật, anh không thể rời công ty vào lúc này được. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.